Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thì ban biên tập của chúng tôi đã nhận được phản ánh của khán giả tại Hà Nội về thực trạng nhiều tuyến phố ở đường Đê La Thành rác phế thải lại được chất đóng ở bên đường gây nhếch nhác mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Cụ thể đối diện địa chỉ 792 đường Đê La Thành, một đoạn đường dài rác phế thải được người dân đổ ngay hè đường phố thành đống. Thực trạng trên gây ô nhiễm môi trường, nhếch nhác mất mỹ quan đô thị. Được biết sự việc diễn ra trong thời gian dài, thế nhưng đến nay vẫn chưa được dọn dẹp xử lý. Để đảm bảo hè phố xanh sạch đẹp, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng người dân sinh sống và tham gia giao thông qua khu vực trên, khán giả mong muốn cơ quan chức năng cần xử lý thực trạng rác phế thải trên tuyến đường, đồng thời cần có biện pháp xử lý tuyên truyền người dân để đảm bảo môi trường.